Khoảng 20 năm nay, nghề nhặt lá rau muống xuất hiện tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Sài Gòn đã giúp cho nhiều gia đình có công ăn việc làm, nhất là những người quê ở một số tỉnh miền Tây lên Sài Gòn mưu sinh. Chúng tôi đi vào một con hẻm nằm trên đường cây keo, là nơi có nhiều người đang mưu sinh bằng nghề nhặt lá rau muống. Từ đầu hẻm đã xuất hiện 4 người ngồi ở 4 chỗ đang nhặt lá rau, nhưng họ từ chối trả lời chúng tôi. Đi thêm vài mét, thì có cả một xóm trọ, họ đều quê ở miền Tây đang nhặt lá rau. Cũng như 4 người đầu tiên, cả xóm từ chối không cho chúng tôi quay phim, cũng như phỏng vấn. Được sự chỉ dẫn, chúng tôi vào một gia đình người gốc Sài Gòn có 2 vợ chồng già làm nghề nhặt lá rau muống. Họ cho biết, vì già và bệnh tật không có việc gì làm khác nên đành nhặt rau muống để có tiền xoay sở qua ngày. Những người ở đầu hẻm chúng tôi gặp, họ ở dưới miền Tây lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề nhặt lá rau muống, nhiều nhất là người dân ở tỉnh Sóc Trăng. Chú đi làm hậu, đi phụ hậu nè. Tháng năm nay coi như khó khăn quá, nó không có ai cất nhà. Từ ngày lên thành phố giờ thôi, đừng có hòng mình nhà cửa. Con ba bà kêu ba mỗi người mỗi nhà mỗi lặt nguyên xóm gì nè. Nhiều lắm. Chú thấy một hộ hai hậu đâu, quên một xóm đó rồi. Đã chục hộ rồi đó rồi. Bỏ lẻ tẻ hiểu không? Chỗ 5 bó, chỗ 10 bó. Còn người ta lặt. Còn có cái xe này ông bảo là ông lái về ông gom là ông bỏ máy ông bào xuống. Nhỏ này chủ cầm muốn này nó coi chứ con mới thì quay lại chặn cái căn này không có cho quay lên mạng đâu. Chuyện làm ăn của người ta mà chục ký nè tính đi 150.000 đó mà cứ là 2 giờ khuya vẫn chạy rồi đó thẻ nó có thích mấy cái trứng nè 2 giờ khuya lại canh nè canh nó bỏ ngoài đầu đường nó khiêng vô đó xong người ta cho canh cho mình đó lặn xưa còn la lá lặn hết lá căng đó 150.000 ha ba giờ khuya vậy tới giờ 10 giờ xong á chứ một mình làm sao lặt nổi không sống nữ con gái sao giờ mua đồ ăn quấy quá bậy bạ nữa gấp chút đi buôn bán nghỉ 10 mấy năm nay rồi tại bị đau khớp này đâu đi được đâu cái nhà lặt rau muống ổng là làm hồ bữa được bữa cái bữa được thì người ta kêu làm bữa hết việc là nghỉ làm đâu không biết nghề nào khác thì muốn hay biết nghề nào khác chỗ à, bỏ chỗ này chỗ kia nhiều lắm xe hàng chở mà nguyên cái xóm này là muốn không thấy không ba cái dân nhà trọ không á chứ không phải dân gốc mình đây đâu dân Sóc Trăng Bạc Liêu rồi dân miền Tây mà nhiều lắm đó nguyên chỉ là chỗ này nguyên xóm thôi còn như nó bỏ lẻ tẻ chỗ 5 bó 10 bó nó bỏ nguyên cái khu này mà chứ không phải nguyên cái xóm này đâu ví dụ con thất nghiệp xin 5 bó về con lặt thì nó lại để đó con kinh vô con lặt có người lại mà lấy ta cần cho mày nguyên xóm này luôn mà không cần muốn không còn dân miền Tây không có chú ở nhà gốc của chú đây chú dân đây mà nghề nhặt lá rau muống tuy không nặng nhọc nhưng cũng khá vất vả, phải dậy rất sớm từ lúc 1 giờ khuya đến 3 giờ khuya mỗi ngày để nhận rau từ các đầu mối. Sau khi nhận rau, thì mọi người liền bắt tay vào công việc, nhặt hết lá khỏi cuống rau. Họ làm sớm để tranh thủ lúc rau mới cắt, còn tươi thì việc nhặt lá sẽ dễ dàng hơn. Vừa nhặt lá, thỉnh thoảng họ lại tưới nước vào rau để rau không bị héo và xuống ký. Tuy nhiên, việc tưới nước thường xuyên sẽ dễ làm cho da tay bị nhiễm bệnh, sinh ghẻ ngứa. Công việc của những người nhặt lá rau muống kéo dài liên tục cả ngày, đến trưa thì sẽ có xe đến cân rau và thu gom. Mỗi ký rau muống thành phẩm người thợ nhặt lá được trả công 2.500 đồng. Người nào nhặt nhanh thì mỗi ngày cũng được khoảng hơn 50kg. Cái tay nhất cái chân hai bị đau khớp, cái lưng đi đâu có nổi đâu. Để gán làm đi sao tê nó tay lại không biết nghề thì làm cho chân người bị ấy đau khớp á đi không nổi cái lưng à, chân cẳng nó tê hết trơn không còn gì đâu vậy không nổi mỗi lần làm ngày 15 bó mà mỗi lần nó vào sớm lắm hiểu không một mấy 2 giờ lúc rồi 3 mấy 4 giờ mới về lúc rồi có 10 bó rồi mới vừa xong á không nổi sao làm nó có kịp tay chân nhất tay chân nó tê dữ lắm chứ là nước ăn cùng lum nè dễ đâu tay nó tê nè thấy không cái tay sưng nữa nè bên đây sưng nữa chứ bộ
thiệt, không lấy láo đâu, nghe đi không có nổi. Cái là làm cái lò đó mà không có nước á thì nó dây nhát không có lật được. Phải dùng nước. Phải dùng nước thì tay chuyện nó lọ. Thiệt cái bộ hứng 3-4 thùng nước làm kìa. Không có nước là làm. Không được. Có nước cái dây nhát làm sao lật. Cần lắm. Thấy gì khó lắm. Thấy gì chứ phải dễ ăn đâu. Vô lật thì một bó sẽ thấy cảnh. Người ta quen người ta lật bó có ba bó này, tiếng mấy, còn mình không biết lật ba bó con bó, một bó 45 phút hồi chưa xong. 7 kg. Có khi 5 kg. Khi 5 kg thì theo loại rau. Rau tháng này thì được 6-7 kg, rau tháng 9 tháng 10 á. Nó ra rau muống dày á, nó ra cái dày để có trái á. Nó ra trái hiểu không? Muốn chút chút không à. Khó lắm đọc. Thấy gì? Ngàn rưỡi 1 kg. Làm thôi chứ làm không. Làm chứ sao bây giờ? Không làm cái gì ăn? Bây giờ kêu chú đi làm cái gì? Sáng hồi khi ta sáng tháng 1 kg đó tính đi. Tháng 1 kg nhiều. Có 100 cử à. Mà 3 giờ sáng tới giờ mới về xong nãy. Hôm nay mới được tới 1 kg rồi. Hôm qua có 5-7 kg gử à. Tiền hơi cái búa. Thấy gì làm không nói. Phải mà dễ ăn, con thấy cái một bó con muốn con mặc chân thân à. Có được, chỉ suốt vậy thôi à. Này không có khó. Dễ hơn con bữa, khó vậy ai cũng làm được hết. Chú khiếu, cứ khơi về dậy sớm. Một mấy hai giờ cứ chạy canh rau rồi, nó bỏ vào đường nó dắt vô. Cứ đi xe tải mà mấy trăm bó làm sao cũng vô được. Một lần cô chú làm 15. Làm biết thôi, giờ 10 bó mẹ đi. 15 bó không làm, không muốn ngon thì con lặt tới 12 giờ trưa. Mà về sớm á, 1-2 giờ đêm nó về rồi. Gặp lúc nãy về sáng nữa. 3-4 giờ sáng nó mới về. Con lãnh 15 bó chắc lọc phải 4 giờ chiều á. Bữa nào con muốn ngon hay đâu, con muốn bữa vậy bữa khác, không phải lúc nào cũng vậy đâu. Bữa thì con bự, bữa con nhỏ, bữa con muốn dây nữa. Ui, thấy gì chua lắm con. Ở 10 bó 60 kg á. Xài nhiên bó 6 kg á. Nó dây nhát à, con lòng lọc được. Lúc nào phải tưới nước vô á. Hãy thứ nữa về tay chừng nó lỡ. Cọng rau muống sau khi nhặt sạch lá sẽ được các tiểu thương chở đi bào thành sợi, mang ra chợ đầu mối bán hoặc bán trực tiếp cho các quán ăn. Những món ăn được ăn kèm với rau muống bào rất hợp khẩu vị như lẩu, bún riêu, đặc biệt là món bún riêu. Nào là chọn? Có ngày nào đâu chọn. Chọn giùm đi. Chọn làm đầu bếp mà đó. Làm mười mấy năm á. Chứ không mới đây đâu. Kiểu như hai vợ chồng chào vợ nhà là con muốn chồng đi làm gì khác. Đúng không? Cái bé lớn. Bác sĩ nói đừng ngâm nước, đừng làm thì nó mới tê, hết tê. Đúng vậy, thấm nước vô. Mạnh tay nữa mới làm nhiều. Mình nếu tay làm ít, tay làm thờ làm là nổi. Chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.